Trường Giang bị chê làm MC mà thiếu kiến thức và thái độ lạnh nhạt với Sam sau scandal tình ái. Xuất hiện trong chương trình nhanh như chớp, Trường Giang và Sam không giao tiếp nhiều, game show mới này không có gì đặc biệt so với các chương trình truyền hình khác. Trong chương trình, danh hài xứ Quảng không trò chuyện nhiều với nữ diễn viên, dù trước đó họ đóng cặp tình nhân trong Siêu Sao Siêu Ngố. Ở phần giới thiệu thành phần người chơi, Trường Giang đứng cách xa Sam và hầu như không kết nối với nữ diễn viên. Sam cũng không giao tiếp nhiều, muốn giữ khoảng cách với nam danh hài. Đây cũng là lần đầu tiên Trường Giang xuất hiện sau scandal tình ái với nam em. Như một số nguồn tin trước đó, hình ảnh nam danh hài xuất hiện mệt mỏi rò rỉ trên mạng xã hội, bắt nguồn từ chương trình này. Có lẽ sau ồn ào, Trường Giang thận trọng hơn trong việc giữ hình ảnh. Ngay tập đầu tiên phát sóng, chương trình đã có câu hỏi gây tranh cãi. Cái gì sẽ đến nhưng không bao giờ đã đến? Cả hai người chơi là Trương Thế Vinh và Minh Trung đều đưa ra câu trả lời là tương lai, nhưng không được MC chấp nhận. Trường Giang phản biện khi hai đội chơi cãi lại MC, không chấp nhận, đáp án là ngày mai. Điều này làm cho khán giả hoài nghi kiến thức của MC chương trình, họ cho rằng đáp án là ngày mai hay tương lai cũng nên chấp nhận. Một khán giả cho biết, ngày mai cũng là tương lai mà, MC không chấp nhận là sao mình không hiểu. Cùng ý kiến, khán giả có nickname Huy Lê cho rằng, trả lời như vậy cũng không chấp nhận, làm MC mà thiếu kiến thức quá. Tuy nhiên, một số khán giả lại tỏ ra cảm thông với MC chương trình, cho rằng họ không thể thay đổi đáp án mà ban tổ chức đưa ra. Đến phần thi của Lâm Vĩ Dạ và Sam, sau một thời gian anh mới bình tĩnh và kết nối trực tiếp cùng nữ diễn viên. Tuy nhiên, họ đã không còn thân thiết như những hình ảnh hậu trường phim đóng chung, như lúc tham gia chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Tập đầu chương trình diễn ra bị nhận xét là nhạt. Chung tuyến từ đầu đến cuối là trả lời câu hỏi dạng kiến thức khoa học hoặc những câu đố mẹo không có gì đặc sắc tạo điểm nhấn cho chương trình. Trường Giang và Harry Won có lẽ là hai cái tên mà game show dùng để thu hút khán giả. Tuy nhiên, đối với cuộc thi đòi hỏi sự nhanh nhẹn, thì đưa Harry Won làm MC đã làm khó người chơi. Chính Harry Won thừa nhận, thôi để em đọc câu hỏi, vì em đọc nhiều người sẽ không nghe được. Harry Won nhiều lần làm khó người chơi, Sam liên tục hỏi lại câu hỏi vì nghe không rõ. Trước khi đến phần thi của mình, anh Đức nhắn nhủ, một người nói giọng Hàn Quốc, một người nói tiếng Quảng Nam, làm ơn nói chậm một chút. Tuy là câu nói đùa, nhưng lại đặt ra câu chuyện MC nói không rõ lời cũng là vấn đề dành cho chương trình. Lâm Vĩ Dạ là cây hài gây cười cũng nguy cho cả chương trình. Cô được Trường Giang giới thiệu là nữ danh hài diễn viên điện ảnh, danh ca vòng cổ cải lương, làm cả khán phòng cười không dứt. Lâm Vĩ Dạ có nhiều màn ứng biến thông minh, hài hước và nhạy bén. Trước câu hỏi, cái gì một mình mà lại có đôi? Nữ ca sĩ trả lời người đàn bà đang mang thai. Câu trả lời ban đầu MC đưa ra cái cọc, nhưng chính sự nhanh nhạy của Lâm Vĩ Dạ giúp cô ghi điểm ở câu hỏi này. Nữ nghệ sĩ hài còn liên tục chọc cười khán giả bởi lối ứng xử duyên dáng. Tuy nhiên, với nhiều game show xuất hiện trên sóng truyền hình, việc phọt mắt chương trình nhanh như chớp, nhạt như thế này khó lòng cạnh tranh với game show mới hay, hấp dẫn và nhiều giá trị nhân văn hơn.